Các con ơi, Tết đến rồi, dọn nhà thôi. Alo alo ba ơi ba, Tết cũng sắp đến rồi. Cả nhà ta xôn xao rộn ràng, con với ông bà đi mua áo mới. Mẹ cùng dì cô sắm sang dọn nhà, nào là phao cành đào, nào là hoa quả cam quả bưởi, cây quất và bỗng bay. Alo alo ba ơi ba, ba sắp về chưa? Cả nhà ta chờ mong ba về. Tết đến rồi làng trên xóm dưới vui quây quần về nơi bánh trưng. Alo alo con yêu của ba, đây là quà Tết, quà này cho ông bà, còn phần này là của mẹ với con, cả nhà mình ở trong tim ba. Các con thương yêu của ba, lại một cái Tết nữa ba không ở bên gia đình, nhưng các con hãy thông cảm cho ba nhé. Vì ba đang làm nhiệm vụ của một người lính bảo vệ chủ quyền cho đất nước. Ba sẽ về, các con chờ ba nhé. Ba cũng nhớ thương các con, nhưng chưa thể bây giờ, vì quê hương còn bao nỗi lo âu. Đồng đội ba trên khắp miền đất nước đều đang chiến đấu lặng thầm, dãi nắng dầm mưa, chịu nhiều gian khổ. Chắc giờ này các con đang háo hức chuẩn bị cho Tết mới. Cho ba gửi ngàn cái nhớ, ba gửi ngàn cái thương đến gia đình mình nhé. Ba đi làm nhiệm vụ đây, thương nhớ các con nhiều. Ha, 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 ba ơi con đợi ba về. Ha, 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 ba ơi con đợi ba về. Con yêu khi ba về ba sẽ đưa ông bà cùng cả nhà ta lên chùa cầu phúc. Cầu chúc cho ông bà chăm ngoan và cầu bách gia thịnh vượng, vạn sự luôn như ý. Cầu chúc cho muôn nhà bình an như thương ngập tràn. Tết đến rồi, dù ba ở đâu thì nhà mình vẫn như nhau. Tết đến vạn điều vui, rộn ràng khắp nơi vang tiếng cười. Cả nhà ta lên chùa.